Sau 12 tháng 12, Shopteeda nhận được giải thưởng Shopee Rising Star trong năm 2020. Mình chia sẻ lại case study A đến Z này giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc phát triển một sản phẩm cũng như tiềm năng của thương mại điện tử trong việc dùng launching một sản phẩm từ số 0 lên doanh số triệu đô trong hơn một năm với chỉ 200 triệu nhập lô hàng đầu tiên. 2019, mình đang vận hành một team thương mại điện tử chuyên đồ mẹ bé thương hiệu Baby Shop. Đầy đủ kho bãi, nhân sự phun súng giáp, kiến thức kỹ năng, doanh số ổn áp nhưng không vọt mạnh được. Mình chuyển giao hết công việc vận hành hàng ngày được giao cho team và rảnh rang đi lùng sục sản phẩm mới, mong muốn bùng nổ trên những nền có sẵn. Tháng 7 năm 2019, mình tham dự fair ở Shanghai và có ghé qua nhà máy của một đối tác Zhejiang. Đặc biệt, mình được dẫn đi thăm team bán nội địa của họ, doanh số 100 tỷ một năm. Mình nhìn thấy họ xử lý trung bình khoảng 2.000 đơn trên ngày, nhìn cái máy in đơn hàng họ tuồn ra liên tục mà hốc hết cả mồm. Một dãy 5 máy in nhả đơn liên tục. Trong lúc đó ở nhà mình thì tất cả các team thương mại điện tử vẫn đang in bằng máy Canon 2900, in rất lâu và lại phải dùng băng dính không tiện như thế này. Hỏi han thêm chút nữa thì biết được ở Trung Quốc họ trước cũng như vậy, nhưng chuyển sang con máy này cũng nhiều năm rồi, không shop nào dùng máy in laser cả. Nhận định đây sẽ là tương lai, mình chụp ảnh lại, bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu ra công ty lớn nhất Trung Quốc về sản phẩm này, mua chúng về dùng thử. Bước tiếp theo, mình đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu Shopteeda với cục sở hữu trí tuệ ngay trong 2019 và chọn sàn Shopee để bắt đầu. Tại sao lại là Shopee? Thì đơn giản là số lượng nhà bán hàng trên Shopee nhiều nhất và traffic khủng nhất. Lúc đó toàn thị trường chưa ai có bản sản phẩm tương tự, chưa có lượt tìm kiếm, mình xác định là sẽ mất 3 đến 4 tháng để educate thị trường và làm traffic ngoại sàn là chính trong giai đoạn đầu. Phân tích đối tượng mua hàng là các chủ shop bán hàng. Do đó, mình tìm ra các cộng đồng trên Facebook mà các chủ shop tương tác khá nhiều trên đó. Sau khi tìm được các cộng đồng thì không có gì seeding bán hàng bằng việc viết thật nhiều chủ đề mà họ quan tâm. Và đó là lý do cho series 50 bài viết về thương mại điện tử mà mình viết liên tục trong 6 tháng đầu. Và tất nhiên, bán được hàng nhiều rồi thì chắc chắn chủ shop sẽ cần phải đầu tư con máy in thần thánh Shopteeda rồi. Xác định giá, chiến lược bán hàng. Mấy bác bán Facebook khi mới chuyển sang bán sàn sẽ thấy hụt hẫng khi mà mình xác định bán giá ban đầu lợi nhuận gộp chỉ 10%. Một sản phẩm chưa từng ai bán bình thường, các bác Facebook phải trả lãi 50-100% là ít. Tuy nhiên, mình bán tương đương giá bán lẻ ở Trung Quốc. Đơn giản, mục tiêu của mình là bán máy in và giấy in cho khách hàng vài năm đến cả chục năm nếu họ vẫn còn bán hàng, chứ không phải một đơn hàng rồi hậm hực đường ai nấy đi. Đặc biệt khách hàng của mình toàn là seller, bố của các loại cáo. Họ thừa biết cái máy in của mình bán trên Taobao, Tmall giá nào rồi. Trong 200 máy in đầu tiên, mình có một tip nhỏ tặng quà cho khách để đẩy tỷ lệ mua hàng quay lại của khách lên 70%. Chỉ sau 3 tuần đẩy traffic, bán hàng mình đã được BD, quản lý ngành hàng điện tử của Shopee liên hệ chăm sóc. Câu đầu tiên họ hỏi, em thấy shop của anh làm tốt với tỷ lệ khách hàng quay lại top 1 server. Mình chỉ đơn giản trả lời là do sản phẩm tốt. Vậy là có được nhân viên Shopee chăm sóc. Đây chính là key chính thứ hai cho bạn muốn phát triển bền vững trên Shopee, đặc biệt là sẽ có luồng traffic khủng trong những dịp campaign, trợ giá, voucher nhiều khủng khiếp. Lưu ý là mình chả quan tâm SYT. Nhưng khác biệt lớn nhất đối với các shop trên Shopee là được BD chăm sóc càng nhiều người thì shop của bạn càng khủng. Trong năm tới, mình sẽ viết thêm về topic làm sao làm việc tốt và hiệu quả với BD trong thời gian tới. Và trong 6 tháng shop phát triển vượt bậc về doanh số lẫn nhận diện. Và đối thủ xuất hiện. Không có gì là mãi mãi, khi bạn bán được sản phẩm tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người lao vào. Shopteeda cũng vậy, trên thị trường xuất hiện một vài shop cắt máu bán hòa vốn sản phẩm tương tự. Bên nhà máy cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị từ Việt Nam để nhập sản phẩm này về bán. Tuy nhiên, ngay từ đầu bên mình đã nghĩ tới trường hợp này và có phương án cho nó từ trước. Ký hợp đồng độc quyền ngay từ sau container hàng đầu tiên. Bên Trung Quốc rất giữ chữ tín
và tất cả các yêu cầu từ Việt Nam họ đều chuyển contact tới mình để đầu Việt Nam muốn nhập thì liên hệ. Tất cả các sản phẩm đều được bên Trung Quốc hỗ trợ, OEM, ODM, từ phần cứng tới phần mềm, cũng như bao bì nhãn hiệu Shoptida. Giúp khách hàng lựa chọn và tìm kiếm dễ dàng, Shoptida là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ. Phần mềm cài đặt driver cũng đã được Việt hóa và tối ưu các kích cỡ phù hợp với Shopee, Tiki, Lazada. Chăm sóc khách hàng cũng là một yếu tố bên mình đặt lên hàng đầu vì sản phẩm máy in cần support cài đặt, TeamView điều chỉnh nên bên mình đầu tư chăm chút rất nhiều vào vấn đề này. Hai nhân sự full time chia cả 18/7 support khách hàng bất cứ lúc nào. Những công ty khác mới gia nhập thị trường thường rất ngại khoản này. Đặc biệt là khách hàng họ đều là seller thông thái, họ sẵn sàng trả cao hơn một chút để mua được sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành, hậu mãi tốt. Do đó, việc có một vài đối thủ bán giá thấp mà doanh số, tăng trưởng bên mình vẫn tăng đều, thị phần vẫn được bảo toàn. Thêm một phần giúp shop giữ được uy tín với khách hàng doanh nghiệp là 100% đơn hàng đã bao gồm VAT, do đó bên mình xuất VAT đầy đủ cho bất kỳ khách có nhu cầu nào không mất thêm chi phí. Đây cũng là một rào cản ít công ty trên sàn làm được. Mở rộng. Khi nhu cầu ngày càng cao, đặc biệt dịp cuối năm hàng tắc biên khó về, khi bên mình nhập chính ngạch số lượng lớn, nộp thuế nhập khẩu và VAT đầy đủ, nên luôn sẵn sàng ship cho khách. Lúc này phát sinh thêm rất nhiều shop tại Hồ Chí Minh cần gấp, mà từ Hà Nội vào lâu, bên mình mở rộng một kho trong Hồ Chí Minh. Chiến lược trong Hồ Chí Minh sẽ là ship nhanh bằng Grab và Now trong một tiếng nội thành Hồ Chí Minh. Bên mình lựa chọn thuê một căn nhà nhỏ trong quận 10, chi phí vừa phải, nhưng lại trung tâm đi đâu cũng tiện, và chuyển một bạn nhân sự từ Hà Nội vào điều hành shop mới là Shoptida Hồ Chí Minh. 2021, sản phẩm mới. Khi bạn đã đặt bút ký được Exclusive Contract, thì việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi họ có sản phẩm mới, và mình cũng là những người được tiếp cận và phân phối tại Việt Nam đầu tiên. Tương lai của Shoptida sẽ ngày càng phát triển chỉ từ một sản phẩm duy nhất. Vậy để tìm được sản phẩm như thế này là không quá khó nếu bạn chịu khó làm chuẩn và bài bản. Mình không nhìn đơn, nhưng năm rồi đóng thuế cũng nhiều tỷ cho nhà nước. Mình tin rằng shop nào nộp thuế nhiều chắc chắn sẽ là những shop của tương lai. Một số bài học nhỏ. 1. Đầu tư nhiều hơn thời gian vào nghiên cứu sản phẩm, như mình là 6 tháng. 2. Đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ giúp bạn bán được sản phẩm đó lâu dài hơn và đỡ cạnh tranh khi nhiều đối thủ cùng lao vào. 3. Ký hợp đồng độc quyền với các đối tác nhanh nhất khi có thể. 4. Chăm sóc khách hàng là sự khác biệt giúp khách hàng quay trở lại với bạn. 5. Đừng nghĩ bán sàn đơn giản là giá rẻ. 6. Hãy lấy vợ ngân hàng, vì đơn giản mấy lần nhập hàng cần bao nhiêu tiền chỉ cần cho số là xong. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!